Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Cũng như thường lệ thì các anh em xem video thì tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay là mình sẽ trải nghiệm và review một cái con nhân vật là Dark White phù thủy sụt, cũng là một tên của em ấy nha. Và đây là một cái thể loại là pháp sư. Pháp sư thì các anh em sẽ cộng cái bô in theo cho em nó là NE. Mình sẽ vào trong đây cho các anh em xem nha. NE năng lượng thì mình sẽ cộng mắt nè. Thể lực thì mình không cộng ở giai đoạn đầu. Và nhanh nhẹn thì mình cộng tầm khoảng là 200 đảo lợi là đẹp. Và sức mạnh thì vừa để mặc vũ khí và vừa để mặc xếp đồ thôi. Còn bao nhiêu các anh em cứ việc phan hết vào năng lượng nha anh em. Và mình trải nghiệm từ khi nó mở ra con game tới giờ, mình đã test đâu đó cũng 4-5 nhân vật rồi. Thì mình thấy cái mốc super của con này nó cực kỳ là cao ở cái giai đoạn đầu. Ở giai đoạn đầu khi chúng ta cộng vào cái lượng nhanh nhẹn nó cực kỳ ít, nhưng mà mình thấy tốc độ farm quái và cờ ly quái của nó là rất là nhanh so với những cái con game lúc trước mà mình đã trải nghiệm. Vì vậy các anh em đừng có cộng vào nhanh nhẹn quá nhiều anh em. Nếu mà các anh em có làm nhiệm vụ hay gì đó lên mốc cao các anh em sợ thì các anh em có thể là mua HP thêm. Và một số anh em hỏi là mua HP và mana một đống rồi mà sao không thấy ở đâu, và cái này nó không cho mình mua nhiều đâu. Người ta sẽ tích hợp vào một cái ô ẩn chứ không để trong một cái gương. Để trong cái gương á thì nó quá là chặt đi. Trong khi đó mình chỉ có là ba gương, nếu mà mát pin, gương 1, gương 2 và gương 3. Thì anh em để vào trong đó nhiều á thì nó không có một cái không gian trống để chúng ta chứa đồ và dựa đồ. Vì đây là nó sẽ tích hợp cái món đồ theo là ô lớn của ô bé. Ô lớn mát ô anh nó nằm ở chỉ số là 8 ô lận, là nó đi là 4 ô dài, hai bên là 8 ô. Còn những là 4 ô bé thì các anh em thấy không, một cái giò nhỏ nhỏ thôi nó chiếm mình hết 4 ô rồi. Còn những cái cây như ví dụ là những cây gậy chao thì nó chiếm cho mình tới 8 ô lận. Nên vì vậy thì người ta sẽ ADD thẳng vào trong đây luôn. ADD trong đây mình sẽ bấm lên. Khi mới đầu á thì người ta sẽ cho mình ở đây 50 bình này, rất là ngon lành nha nè. Hiện tại mình đang sử dụng một con đất quay đi theo hướng là mưa thiên thạch. Thì mưa thiên thạch này nó cho chúng ta một cái combo, khi mà nổ combo rồi đam nó rất là to. Thì mình đánh giá là cái con game này ở đầu game nó farm cực kỳ tốt nha nè. Nó không quá tệ. So với cái con MG nó ngon hơn, và so với con GF nó càng ngon hơn nữa. Và so với con Natkin thì anh em đánh giá Natkin rất là cao. Còn theo mình đó, thì giai đoạn nào cũng vậy anh em. Bước vào cái giai đoạn đầu con game nào cũng vậy, Natkin nó farm rất là tù. Thì tù ở giai đoạn đầu, ở đằng sau nó mới khỏe được. Còn ở đằng đầu nó khỏe mà ở đằng sau nó khỏe nữa, rồi ai chơi với nó anh em. Và ngoại lệ cái con Dark White này mình thấy là một đứa con cưng cực kỳ là cưng của cái web gia. Tất cả những con game mu nào đưa ra cái con game đều là cái con Dark White được chú trọng nhiều nhất. Hiện giờ các anh em không tin đi vào những ở cái group, vào những cái nhóm các anh em coi. Mình có Dark White ở một cái reset là 20, mình có Dark White ở reset là 25 hay là 10 gì đó. Xin vào nhóm MT là nó hú lên liền, vào bạn ơi, vì khi có Dark White trong đó nó boost mana siêu và nó farm cực kỳ là ổn luôn. Nên các anh em cầm Dark White mà đi farm rất là dễ xin vào cây BT và rất là dễ xin vào trong một cái nhóm luôn. Cái đó là mình test thực tế và mình đã trải nghiệm, mình biết khi các anh em cầm những con khác các anh em vào trong xin BT nó ngoảnh mặt nó làm ngơ luôn anh em, nó hí một cái cốc ngang liền. Còn khi mà các anh em cầm con nách quay vừa thấy cái bóng của con nách quay lại thôi là nó chụp cái tay nó chuẩn bị BT rồi đó anh em, nó lẹ và nó nhảy vậy đó. Thì cái đó là một cái mà nó hơi thiệt thòi với những clutch kia, cũng không có phủ nhận được nha anh em. Tại vì cái con Dark White á là nó farm cực kỳ nhanh ở cái giai đoạn đầu, nên khi mà chú trọng lấy con Dark White đi farm á các anh em rất là dễ. Vì mình farm hồi chiều tới giờ tầm khoảng là chưa đầy một tiếng thì mình farm cũng rất là ổn rồi. Hôm nay chủ yếu mình vào trong đây hướng dẫn cho các anh em là đặt cái tên để mà mình nhận đồ vào trong phím Z. Phím Z là cái phím mà mở lên một cái tab cá nhân là thiết lập auto và thiết lập nhặt đồ. Thiết lập auto này á thì nó mình đã có review ở một cái clip đầu tiên, một cái like đầu tiên của con game này mới mở ra. Thì nó rất là dễ luôn, dễ. Vì sao nó đã đổi lần tiếng Việt không à? Nhưng mà có cái này nó sẽ khó. Khó là làm sao? Đây các anh em đổi theo mình nha. Đầu tiên thì các anh em cứ đổi là chữ Huy cho mình. Chỉ cần là chữ đầu thôi. Các anh em đừng có đổi mà luôn nguyên chữ. Luôn nguyên chữ nó sẽ nhận dạng, như ví dụ là các anh em đổi luôn nguyên chữ là ba tên hoặc là hai tên.
trong những cái món đồ khác nó có chữ đó là nó sẽ lụm luôn. Thì các anh em để cho mình là chữ huy, lúc nào chữ cái đầu thì các anh em cũng phải là viết qua giúp mình, bấm vào bổ sung là nó sẽ nhảy vô trong đây. Thì các anh em tiếp tục là nếu mà sợ nó không lụm những cái vật phẩm mà mình mong muốn, như ví dụ là các anh em lụm đá game tool, thì các anh em để vào cho mình là cái chữ đá nha, cũng viết qua nha anh em. Đây có dấu đàng hoàng nha, đá nè. Và tiếp theo là các anh em để là cái chữ long. Chữ long là một cái cộng long để mà mình đi xây ra được một cái win win 2 đấy anh em. Các anh em add vô nha. Long xong rồi các anh em để cho mình là chữ hộp. Chữ hộp á là nó sẽ dính liền vô chữ boss. Các anh em ghi cái chữ boss á, những cái món đồ nào mà nó có chữ boss thì nó sẽ dính vô luôn. Thì các anh em chỉ để cái chữ hộp giúp mình bổ sung vô nha. Đây là những cái cơ bản cần thiết để cho các anh em demo vô. Và nếu mà các anh em sợ nó lụm viên ngọc này, nó bỏ viên ngọc kia và nó chừa cái viên ngọc lại, thì các anh em gõ cho mình cái chữ là Java. Theo mình là ở giai đoạn đầu thì các anh em chỉ cần để như gì thôi là chúng ta có thể là lụm được tất cả những cái vật phẩm mà mình mong muốn. Đây mình sẽ bấm lên cái trạng thái nhặt cho nó ở là một cái cấp độ là 5, phạm vi là 5 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét. Các em tích vô cô là đồ thần và đồ hoàn hảo thì các em không có bỏ sót món nào hết. Đồ hoàn hảo và viên ngọc, đồ hoàn hảo nó cũng rất là giá trị. Giá trị về cái mặt nào? Giá trị là các em có thể là bán những cái món đồ hoàn hảo tích được một cái điểm Ewen. Điểm Ewen nó 60 điểm, các em xây một lần. Nếu mà hơn thì các em sẽ ra trao. Nếu mà ra được một trao thì các em sẽ có 60% để có được một cái win một rất là ngon lành. Mà mình 60% nhân 3 nó ra luôn ba cái win sum anh em ơi. Mình định cho nó ra nhiều win nên mình làm nhiều collab cho nó đẹp chút xíu, nhưng mà ba cái nó ra luôn ba cái của cái con sum nha. Thì như vậy các anh em bấm lại luôn thiết lập cho mình nè. Luôn như vậy xong thì các anh em ra ngoài đây bật lên lại nha. Một cái skill này nó sẽ nổ combo nha anh em. Skill là mưa sao băng nè. Skill này nó nhúng rất là dữ dội nè, các anh em thấy nè, nó nhúng nè. Và đây cũng có một cái là quẩy rồng nữa nha. Nhưng mà mấy cái này nó sẽ không nổ combo nha. Chỉ có cái này nó mới nổ combo nè. Quyển sách này đây, có những quyển sách này. Đây, quyển sách là mưa độc tố nè, rồi mưa băng tiết nè, ở đây là tăng ma lực, và ở đây là phép di chuyển của nhân vật. Ở đây là mình phải làm cái nhiệm vụ nha anh em. Về mình làm nhiệm vụ xem là học hết được mấy cái này xem nó sẽ như thế nào. Nhiệm vụ thì mình đã có làm cho các anh em cũng khá khá nhiều rồi, nhưng mà các anh em chưa có thấy được cái nhiệm vụ là 220, nói cái nhiệm vụ 220 làm đâu, thì nó sẽ đứng kế bên cái nhiệm vụ một luôn đó anh em. Nó rất là dễ kiếm. Tiến hành đi về mình làm nhiệm vụ để mình test ma lực nó sẽ như thế nào nha. Đầu tiên anh em về đây mua cho mình một cái quyển sách đế dương để mà mình làm nhiệm vụ đầu tiên của cái con Nách Quay, rồi qua bên map Divas trả nhiệm vụ là được. Mua một cuốn sách đế dương, qua bên đây trả nhiệm vụ nha anh em. Ok, thành công nè. Và tiếp theo nè, mình sẽ bấm tiếp theo hoài nha. Nó hỏi mình yêu cầu đi lượm gen thì mình sẽ bấm tiếp tục. Ở đây nó sẽ kiếm cho mình một cái linh hồn phù thủy, là một cái gương miệng á anh em. Nó tương tự như một cái gương miệng nha. Các anh em biết vì sao mà các anh em phải làm như vậy không? Tại vì nhiều khi nó bị lan y gan cái con sum mình hồi tối vậy đó. Các anh em mua nhiều nó bị lan, các anh em bán không được, phải thoát ra thoát vô rất là nhiều lần các anh em mới bán được. Nên các anh em phải ăn chắc mặc bền làm gì nè, để nhiều khi các anh em bị lan rồi thì nó khó gỡ, rồi các anh em đâm ra cai cú rồi các anh em lại xó ạt đi thì nó rất là tiếc. Thì các anh em cứ việc đi qua đi lại như vậy cho mình. Đây, như vậy là mình giao nó rất là dễ nha nè, nó không còn cái gì để làm nữa. Thì tiếp theo là làm cái con nhiệm vụ 220 bên đây luôn. Tôi sẽ cố gắng nè, là các anh em mua cho mình một cái chiếc nhẫn vinh vang, cũng đi về cái map này mua cho mình một cái chiếc nhẫn vinh vang nha. Nhiệm vụ 220, những cái này á thì phải farm ở trên ta căng nó mới có anh em à. Còn bây giờ thì người ta sẽ tích hợp ADD sẵn vào trong một cái shop để cho các anh em có thể là lên trên đây mua để làm nhiệm vụ cho nó nhanh nhất có thể. Thì mình lại đây mình giao đây. Và như vậy là mình đã làm thành công nha anh em. Cũng đi về cái map ở Logenkia, các anh em mua cho mình một cái bộ ba làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ xong mình để đó nha. Bộ ba là cái này đây, trái tim nè, cộng long phượng hoàng nè, và sừng quỷ dương. Các anh em lại giữa map làm nhiệm vụ cho mình. Ở đây nhiệm vụ này là nhiệm vụ 380 mà chưa chân thì mình farm trước, rồi mình mới có 242 thì nó hơi bị ngáo nhẹ nha anh em. Bây giờ mình vào trong đây mình xem coi mình có học được ma lực chưa. Năng lượng thì mình còn thiếu là 32 nè. Ở đây là sử dụng, ở đây là sao, còn thiếu là 26 nè. Ở đây là sử dụng nha, ở đây là sử dụng luôn, và đây sử dụng luôn anh em. Như vậy là còn thiếu 26 và 32 là học được hai cái kỹ năng nữa. Mình vào trong đây coi. À, nó rất là nhiều rồi anh em ơi. Thì các anh em có thể là cộng vào trong đây cho nó mắc pin trong đây luôn, cho nó lên cao nhất có thể, đang mình học tất cả những cái skill này cho nó đẹp nhất có thể. Quá tuyệt vời anh em. Bấm vào cái skill cho anh em xem nha. Ở đây là sao, quá nhiều, có một cái boost ma lực rất là ngon lành nha. Mưa sao băng lưu thiết lập nè, qua bên Davias chạy lại cái bãi whip. Khi tới bãi whip rồi anh em lại đây farm lên. Các anh em thấy chỉ số của mình lên nó rất là cao, chỉ là có hai cái thôi. Các anh em thấy là nó chỉ nhúng được ba nhúng là quái nó sẽ chết đồng loạt nha. Một nhúng, hai nhúng, ba nhúng là quái nó sẽ chết đồng loạt.
khi mà nó chụm lại là nó chỉ là ba nhúng thôi anh em. Bởi vì sao mà khi con nách quay đi tới đâu thì người ta cũng chuộng và cũng chịu, đó là cái lý do nha anh em. Ở đây mình farm lên cho nó có liver cao nhất có thể, và anh em có những cái thông tin, những cái thủ thuật gì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video để góp ý cho kênh làm những cái video chất lượng hơn, có những cái thông tin tốt nhất để truyền tải và chia sẻ cho những anh em nào mới vào và những anh em nào bờ gồ thì có thể là vào trong đây để chia sẻ nha. Và các anh em có những cái ký tự gì hay và những ký tự nào mà đáng giá thì các anh em có thể là comment góp ý trên đây để cho anh em biết, người ta điền vô người ta nhặt nha anh em. Vì người chơi trước thì lúc nào kinh nghiệm nó cũng dày dặn hơn người chơi sau. Mình biết được những cái gì thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm lên để cho các anh em có được một chút xíu thông tin gì đó để các anh em bước vào một cái cuộc hành trình chơi vui vẻ, không cay cú, không quạo quọ nha anh em. Vì khi vào con game mà không có người hướng dẫn, các anh em chơi nó rất là bất cập, phải mò từ chút một, và các anh em thừa biết rồi, nếu mà nó mò chơi nó rất là lâu luôn anh em. Còn khi mà có những cái thông tin, những cái truyền đạt thì các anh em chơi nó rất là nhẹ nhàng, không phải đi mò từ chút, mà các anh em có thể là lên trên YouTube, các anh em gõ ra một cái là nó sẽ ra hết. Như vậy thì nó cũng khá là tiện để cho các anh em vào trong đây chơi để trải nghiệm. Hầu như những con này thì nó tốn những cái anh ghi rất rất là nhiều anh em. Các anh em có thể là cộng vào nhanh nhẹn cho nó tương đối thôi anh em, không cần cộng quá nhiều nha, tại vì nó quá ngốn anh ghi. Hầu như skill nào nó cũng ngốn anh ghi rất là dã man. Mình sẽ chuyển lên một cái skill quẩy rồng cho anh em xem. Ở đây cái skill này nó có bị một cái tình trạng là delay nữa anh em. Sang chế độ quẩy rồng á thì cái lượng anh ghi của mình nó cũng không có tốn nha. Các anh em thấy không? Cái lượng anh ghi của quẩy rồng nó không có bao giờ tốn. Anh ghi của mình nó lên rất là cao nè. Các anh em thấy nè, cái lượng anh ghi trên đây càng ngày nó càng lên không, chứ nó không có tuột nha. Qua như vậy mình không có lên nổi, mình không lên nổi được 380 anh em ơi, phải ở đây farm một chút xíu nữa nó mới lên được 380 nha. Và clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.